Chào các bạn, chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi học xong thì các bạn có thể nghe một bài và tự cảm âm, tự soạn và chơi solo những cái bài các bạn muốn, không cần phải nhìn tab ở trên mạng, đấy, cũng không cần phải xem ai hướng dẫn nữa. Đấy, ở phần đệm hát thì các bạn nghe người khác hát, các bạn có thể đệm được ngay mà không cần phải tìm hợp âm ở trên mạng nữa. Đấy, dò tông, điền hợp âm, hòa thanh cho bài, vân vân. Đấy, tạo intro, outro. Đấy. Những bạn nào quan tâm đến khoa học của mình thì các bạn có thể nháy vào cái link trong cái phần mô tả này để mình tư vấn chi tiết hơn cho các bạn nhé. Ok. Rồi, mình vào chi tiết bài này nhé. Bài này thì mình chia làm 4 đoạn. Bây giờ mình vào chi tiết đoạn thứ nhất trước nhé. Rồi, mình vào chi tiết đoạn thứ nhất nhé. Bài này thì hiện tại chưa có tab, nhưng mà sau này nếu mà có tab thì mình sẽ up lên cái group free tab tự học guitar ukulele. Cái link mình để ở dưới cái phần mô tả video này. Các bạn cứ hãy theo dõi cái group đó để sau này có tab thì các bạn tải về các bạn tập nhé. Ok. Bài này thì mình hướng dẫn ở trên thế tay của tông la thứ như thế này. Đấy, mình đang kèm cao bố ngăn thứ hai nhé. Các bạn kèm ăn mấy cũng được, các bạn không kèm cũng được, vẫn chơi giống như mình nhé.
Những hợp âm ở trong bài này các bạn cần phải bấm được, thứ nhất hợp âm la thứ này, rê thứ này, mi trưởng này, pha trưởng này, đô trưởng này, có cái rê thứ bảy này. Những cái hợp âm này hợp âm đơn giản cho nên là mình đi thoáng qua thôi. Ok, bây giờ mình vào cái câu đầu tiên nhé. Rồi, các bạn bấm cho mình phím thứ 5 của dây 1 luôn lá nhé. Đánh cùng dây là luôn, dây 5 này. Đấy. Các bạn lưu ý là trong quá trình mình hướng dẫn đôi khi nó sẽ khác cái bản mình chơi demo một số chỗ nhá. Lúc chơi demo có thể mình chơi ngẫu hứng ấy, còn lúc hướng dẫn thì nó không ngẫu hứng nữa, cho nên là nó khác một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ khác mấy cái nốt thêm nếm mà thôi, không ảnh hưởng gì nhá. Này. Ok, xong các bạn đánh nhẹ dây 3 hoặc là các bạn bấm phím 2 nốt la để đánh cho nó hay. Đấy, đánh nhẹ thôi nhá. Đấy. Xong bỏ ra đánh dây 1 buông. Ok chưa? Sau đó bấm vào phím 3 nốt rế của dây 2 đánh cùng dây 6. Xong dây 1 buông. Đấy, sẽ như này. Đấy. Cổ tiếp theo này. Đánh dây 2 phím 1 nốt đố này. Ok chưa? Các bạn có thể đánh kèm dây 5 hoặc dây 6 đều được. Ok. Phím 3, phím 2 dây 3. Đấy. Hoặc cả đánh dây mồ 2 này, xong dây 3 này, khỏi phải thêm nốt nữa. Ok, về đô trưởng, đánh dây 1 dây 5 nhau. Đấy. Xong phím lại, quay lại phím 5 dây 1. Đánh, xong kèm nốt bát là cho hay. Đấy. Ok chưa, bỏ ra. Dây 1 buông. Và về âm rê thứ này. Các bạn lưu ý các bạn tập từng câu thì các bạn tua đi tua lại thật nhiều lần các bạn mới tập nhá. Các bạn không tua các bạn không tập được đâu. Tập xong một câu ngon lành các bạn mới đi sang câu tiếp. Ok nhá. Rồi về đây thứ. Móc phát. Dây 1, dây 2, dây 3. Ok chưa? Dây này. Xong đánh ấy. Ok chưa? Xong có thể xen kẽ dây bát dây 5 mà nó làm. Ok chưa? Tiếp theo này. Đấy. Dây 2, dây 4. Đấy, chạy bát này. Đấy. Ok chưa? Lại về la thứ thế này, đánh dây 1, dây 5 nhá. Đấy. Đấy, phím 3, dây 1. Đây, rê thứ. Dây 1, dây 2, dây 4. Dây 1 buông. Phím 1, dây 2. Rồi lại về la thứ, đánh dây 3, nốt la, dây là, nốt dây 5. Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn đánh nốt bass dây nữa cũng được. Chỗ này có nốt thêm nhưng mà thôi các bạn không cần thêm đâu. Móc phát thôi. Đấy. Boom, cha, boom. Ok, xong lại chuyển về lê thứ. Móc. Đấy, cái này lặp lại mà. Đây, dây 4, dây 2 này. Các bạn lưu ý cái chỗ xen kẽ bát này cho nó hay nhá. Nếu bạn nào không xen kẽ nó sẽ này. Đấy, nghe nó hơi trống một tí thì các bạn xen kẽ vào. Đấy, xong rồi về đây. Đánh dây 5, dây 1 cũng nhau. Móc phát, xong lại chạy 3 phát nữa. Ok, xong lại quay lại đây. Móc, chạy bát, lại quay lại. Ok chưa, xong lại này về mi trưởng. Dây 1, dây 6. Móc phát, đấy, như này. Ok chưa, xong về la thứ. À, lúc nãy mình quên nó cái la thứ ở thế tay 5 thế này. Đấy, chặn phím 5 xong là móc dây 5, dây 4, 3, 2, 1. À, 3, 2, 1. Móc phát nữa. Ok, rồi, đấy là xong cái câu intro của đoạn thứ nhất. Bây giờ mời các bạn xem video tiếp theo để tập đoạn 2 nhé.